Vâng, xin chào tất cả anh em, chào các bác thợ. Hôm nay thì điện máy chúng em sẽ giới thiệu với cả anh em và các bác thợ cái mẫu máy hàn ARC 250 mà bên em mới nhập về. Dạ, như trên hình thì các bác có thể thấy đó là cái mẫu máy hàn ARC 250. Đấy, cân nặng của riêng của máy không là khoảng hơn 5 kg. Đấy, cân nặng của máy không là khoảng hơn 5 kg nhé. À, em sẽ quay kỹ nội thất hơn để cho các bác xem. Đấy, máy thì gồm có 4 tụ lớn, hai kháng rất là lớn ở trên đầu. Đấy, 10 sò. Đấy, phía sau của nó đây ạ, có át chống giật, chống giò điện cho anh em nhé. Rồi, con này thì đặc biệt là dòng này, máy này thì nó có hai núm điều chỉnh. Một là núm điều chỉnh dòng hàn và một là núm điều chỉnh hồ quang. Đây là núm điều chỉnh hồ quang và đây là núm điều chỉnh dòng hàn. Đấy, gần như các cái dòng khác là không có đâu. Thứ hai là đi kèm với nó thì gồm có dây hàn kìm hàn dài khoảng 3 mét, dây mát kìm mát khoảng 2 mét. Chân của nó là chân to nhé anh em nhé, các bác nhé, chân to này là chân bolt này. Đấy, rất khỏe, rất chắc chắn luôn. Ngoài ra thì bên em có tặng kèm cho anh em cái kính hàn khi mà anh em đặt mua sản phẩm và miễn phí vận chuyển, miễn phí ship toàn quốc. Hàng đến thì anh em hoàn toàn có thể bỏ ra kiểm tra hàn thử. Đấy, hàn thử luôn nhé. Ưng hàng thì anh em nhận hàng, không được kiểm hàng, không được hàn thử thì anh em không nhận hàng nhé. Và nhận hàng mà hàn thử mà không ưng thì anh em cũng không nhận hàng. Bên em cam kết là hàng cực kỳ chất lượng. Sau đây thì chúng em sẽ hàn thử để trực tiếp để cho anh em xem luôn. Đấy, em vừa test thử kéo nguyên một que. Đấy, mối hàn cực đẹp luôn. Đây, em vừa test thử trực tiếp để cho anh em, cho các bác xem luôn nhá. Mình hàn thử trực tiếp luôn nhá. Đấy, hàng đến anh em cứ bỏ ra hàn thử, cắm điện hàn thử trực tiếp của em luôn. Em có để sẵn các cái que hàn ở trong 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 thùng rồi. Anh em cứ việc hàn thử thôi ạ. Rồi, cảm ơn anh em. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe ạ.